Theo đó, vào khoảng 13 giờ, ngày 13 tháng 1, tổ tuần tra đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát QLHK về TTX Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra ở phường Trung Đô, thành phố Vinh thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ cướp. Tổ công tác lập tức truy đuổi tên cướp. Do sợ bị bắt, tên cướp này đã vứt lại túi sách ở bên đường và tẩu thoát. Tuy nhiên, vừa chạy được khoảng 500m vào khu dân cư, đối tượng bị tổ tuần tra bắt gọn. Tang vật thu giữ gồm một túi sách màu đen, bên trong có một túi màu cam, gần 1,8 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của bị hại. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận mình là Vũ Xuân Lập, 34 tuổi, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tại đây, Lập khai nhận trưa 13/1, trong quá trình di chuyển tại phường Trung Đô, hắn phát hiện một người phụ nữ đi xe máy SH, trên người mang theo túi sách. Lập đã theo dõi, đến đoạn đường vắng, hắn cướp túi sách rồi bỏ chạy về hướng cầu Bến Thủy. Được biết, Vũ Xuân Lập từng có tiền án về hành vi cướp tài sản. Đối tượng này từ Hải Dương vào Nghệ An mưu sinh và làm nghề tự do. Rất may, chị HTHG, chú ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nạn nhân của Lập không bị thương. Hiện, vụ việc đang được Công an Nghệ An điều tra làm rõ.